ngoài những cái thông tin này đó, chúng ta phải có một cái kỹ năng nữa, đó là cái kỹ năng nhận biết dòng tiền dương và thị trường đó. Cái này chúng ta đầu tư lâu, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta nhìn thị trường chúng ta sẽ thấy thôi. Thì giống như tôi thường hay nói đó, thị trường nó được định giá bằng tiền. Thị trường nó được định giá bằng tiền. Còn cổ phiếu á, thì nó có rất nhiều nguyên nhân tăng giá. Thì trong đó cổ phiếu đó, chúng ta xem trọng cái định giá trị của nó. Còn thị trường thì nó được định giá bằng tiền. Và khi mà thị trường thiếu hụt tiền trầm trọng thì cổ phiếu định giá cao sẽ giảm rất nhanh. Cổ phiếu mà định giá thấp hấp dẫn nó vẫn giảm. Đó là cái xu hướng chung. Thì tôi hay nói đó, bây giờ thị trường bây giờ nó đang ở trong cái thế là ở trong một cái bình nước à, trong một cái bình nước, cái lưu nước vậy đó. Thì bây giờ nước đang được bơm vào thì mực nước nó dâng lên, có nghĩa là vn index nó lên, thì những con thuyền ở trong cái mực nước đó, nó lên theo. Thì thị trường bây giờ nó đang ở trong cái thế như thế này. Và giống như hôm trước tôi nói đó, chúng ta nhìn vĩ mô, nhìn ngành, thì cái đó anh em phải tập trung nghiên cứu nhiều vào. Và chúng ta nhìn thấy hệ quả của vĩ mô là dòng tiền một phần chuyển vào thị trường chứng khoán. Các bạn biết đó, trong 2 năm mà người ta phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân mua 700.000 tỷ, trái phiếu doanh nghiệp đó 700.000 tỷ, thì chúng ta thấy cái lượng tiền đó rất lớn. Những người mà mua trái phiếu bất động sản hay là trái phiếu năng lượng đồ này kia đó là những người hám lợi nhuận mà không đánh giá rủi ro. Thì bây giờ cái thị trường trái phiếu gần như là nó sụp đổ hoàn toàn, đúng không? Giờ mà nghe tới trái phiếu thì người ta khiếp. Thì chúng ta đặt câu hỏi, cái lượng tiền đó thay vì mua trái phiếu thì nó chạy đi đâu? Nó chạy đi đâu? Chạy vào sản xuất kinh doanh. Thì cái này thì không nói rồi. Chạy vào bất động sản. Chúng ta nhìn trên thị trường ngân hàng, chúng ta thấy thì bất động sản bây giờ cũng đang ngủ. Như vậy tiền đã chạy vào thị trường tiền gửi. Con số mà tôi ước lượng khoảng 600.000 tỷ tiền vào hệ thống ngân hàng. Và chúng ta thấy đó, cái tiền mà kinh doanh, cái tiền của người dân bây giờ nó đang bí. Lãi suất nó đi xuống, nó sẽ bí. Mà bất động sản thì cũng đang xuống. Giờ mà mua bất động sản thì chỉ có toi thôi, đúng không? Trả lại cho chết. Thì chúng ta thấy đó, cái dòng tiền đó vào vàng ngoại tệ thì trong 10 năm nay chính phủ chúng ta quản lý cái đó rất là tốt. Thì thành ra chúng ta thấy dòng tiền bây giờ nó có hai hướng. Một là nó vào tiết kiệm, hai là vào thị trường chứng khoán. Thì vào thị trường chứng khoán là một cái phần nhỏ thôi, chứ không có lớn đâu. Chúng ta hiểu như thế. Và dòng tiền này nó tiếp tục xu hướng trong 6 tháng cuối năm.